Xin chào mọi người, đến thì lại lên nha mọi người. Hôm nay mình sẽ ra khơi bắt scallop. Cái scallop này đồng mọi người. Mọi người, cả năm trời chỉ chờ đợi mỗi ngày hôm nay thôi. chờ đợi mấy tháng trời. Nó mở là hôm mùng 10 tháng 7 mà hôm nay là 16, mình mới sắp xếp mình đi được cái ngày đầu tiên nha. Hôm nay là thứ ba, sáng sớm thứ ba mà trời ơi mình mới tới thôi mà mọi người. Trời ơi. Gọi là thiên hạ tới rất là đông rồi nha. Nhiều lắm luôn á mọi người thấy không? Xa xa những cái trailer kìa. Rất là nhiều người nha, họ đến trước mình nữa, đông lắm luôn, mà ngày thường đó nha. Kinh khủng quá. Trời rất đẹp luôn mọi người. Nắng ấm, trong xanh. Trời thì trong xanh, nắng thì ấm. Đi sớm sửa rồi nha. Thì nó mát, chứ còn đi giữa trưa thì nắng lắm. Hôm nay mình có đông người đi quá, nhiều bạn bè quá, đâm ra mỗi người một tay hét xuống tàu nha mọi người. Phấn khởi quá, một năm trời rồi đó mọi người. Trời ơi, một năm nó chỉ mở có một mùa thôi. Năm ngoái thì mở được một tháng, đâu đó một tháng 30 ngày. Còn năm nay thì họ mở được một tháng rưỡi nha, 40 ngày gì đó. Cho nên mình sẽ tranh thủ, nói chung ngày nào rảnh mình sắp xếp được mình sẽ đi nha mọi người. Scallop rất là ngon luôn. Mình ra khơi thôi mọi người ơi. Come on. Okay. Come on, let's go. Ra khơi nha mọi người. Chuẩn bị bắt scallop nè. Thì bây giờ mình có hơn một tháng, liệu có sắp xếp mỗi đi mỗi tuần được hay không? Hả? Dám thôi, sao giờ vườn dẹp qua bên đi. Vườn dẹp qua bên, kệ bà nó. Mùa scallop phải vườn dẹp qua bên. Có mưa, có ông trời phù hộ đúng không? Vườn dẹp qua một bên. Bây giờ mình đi mình kiếm cá, kiếm scallop nha mọi người. Hôm qua tranh thủ phải trồng nốt mấy cái na ra là tại vì mưa nó lên tốt quá, nó phải tranh thủ trồng nó kê xuống để chạy nhanh nào. Cho mọi coi nha, quá trời luôn á. Trời ơi, tàu không nè, cái này là bắt scallop hết nha mọi người. Mọi người thấy không? Đó, họ đậu lại họ bắt nè. Đó, trời ơi. Có cái gì xung quanh gọi là cái gì 10 mét vuông mà bao nhiêu người. Trời ơi, kinh khủng quá. Đấy là mình đã chọn đi ngày thường rồi nha, mình không có đi cuối tuần đó. Chắc là thiên hạ cũng như nghĩ như mình đi ngày thường cho đỡ đông, ai già đâu vẫn đông như thường. Wow, quá trời luôn nha mọi người. Nãy giờ chưa có bắt được gì nha. Đây là địa điểm thứ hai mình đổ rồi, thì bây giờ mới xuống thôi để xem có mong chờ gì được ở cái địa điểm này không nhỉ. Mọi người xuất phát rồi. Cái này là thành quả sau 10-15 phút nha mọi người. Nói chung là có tín hiệu, không chưa có nhiều lắm nhưng mà có tín hiệu nha. Hy vọng. Dạ, team của mình tiếp tục nè.
không một có một thợ đang bơi, còn hai khứa này đang cần oxy. Khứa này đang cần thở oxy. Vui vậy. Có khi bữa nay là chỉ chủ yếu đi tắm biển thôi. Lâu rồi chưa được đi tắm biển. Alright, bên kia ông bạn thì ông đang kêu bên này nhiều lắm, qua bên đây đi. Mà mấy khứa này kêu là bơi qua bên đó là nó hết hơi rồi, không còn hơi mà lạnh nữa. Ủa anh em mình đâu hết rồi? Anh em mình đâu hết rồi? Có người đang xâm phạm lãnh thổ nè. Đã xuống tính sợ. Bao được bao nhiêu rồi anh? Wow. Rồi xong. Cái này cướp cạn đây, lôi lên cướp cạn liền. Cái team bên này thì đang kêu là chỗ này nhiều lắm nha, không biết là có hay không mà đang check in. Còn cái tên kia vẫn một mình một cõi, không biết là đến đâu rồi, không biết là bắt được bao nhiêu rồi mà im lặng quá trời. Không có tiêu ơi, mất dấu rồi. Mình quần ở đây cũng được 30 phút rồi nha mọi người. Sơ là mình thấy được khoảng chừng chục con. Chưa có nhiều lắm đâu nha. Cái anh kia, anh bạn thì anh đến sớm hơn mình một xíu. Anh ở bên kia là anh bắt được rất là nhiều rồi. Anh bắt được đâu đó 80-100 con gì đó rồi. Làm cho mình háo hức quá, mà mình ở bên này mình chưa có bắt được bao nhiêu hết trơn á. Thôi ráng lên, cố gắng lên. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày đi bắt scallop hay là ngày đi tập bơi vậy? Hai ông này vui thấy cũng rõ ràng. Mình xuất xuống thì mình đứng thở rồi mình đi lên lại như vậy thôi. Lần tới đi sẽ bắt được. Mang mấy quỷ cho mượn rồi trông luôn, bơi luôn. Yeah. Bơi luôn cho ông khỏi đuổi. Đồ nghề. Mà không làm ăn được nữa là đúng không? Khỏe rẹt phải không? Quá rõ. Thở bình thường, nói chuyện bình thường. Trời rất là đẹp nha mọi người, nắng rất là đẹp nhưng mà đứng lâu dưới nắng thì hơi bị nóng nha. Mà đúng ra là mình cũng không khác gì đen là mấy, cho nên ok, không thành vấn đề. Thấy cái gì nhỏ nhỏ đang ngoi ngoi mọi người, ông xã mình đó. Trời ơi, nãy giờ ông ngụp lạnh dưới đó cũng tiếng đồng hồ rồi mà không biết là được cái gì chưa. Chưa thấy ngoi lên nha mọi người, không biết còn sống không. Trên tầng quơ chắc là còn. Tiếng rồi nha mọi người. Mọi người cũng đang rất là cố gắng luôn, quyết tâm dữ. Đây là thành quả sau 2 tiếng nè, cũng không có nhiều lắm nha. Tại vì nói chung mình cũng đến sau mọi người, hôm nay mọi người đi đông quá đến sớm quá. Đây là cái những cái người mà họ đã rời đi bớt rồi đó mà chứ nãy là mình thấy mấy chục cái tàu luôn mọi người.
đông lắm luôn. Rồi, mọi người rời đi bớt rồi nha, tại vì mình đến trễ quá. Mình đi cũng sớm, mình đi tầm 8 giờ mấy. Mình đi tầm 8 giờ mấy, 9 giờ, nhưng mà mọi người còn đến sớm hơn cả mình nữa. Đâm ra họ đến sớm quá, họ bắt hết rồi. Thì mình chỉ vòng vòng, mình quần quần ở đây, mình kiếm thôi, kiếm cơm thôi mọi người ơi. Anh em cũng đang rất là cố gắng luôn nha. Quyết tâm dữ, quyết tâm lấy được cái đầy thùng rồi về tối nay nướng mỡ hành nha mọi người. Bên kia ông bạn mình, ông vẫn chưa từ bỏ. Ông bắt được nhiều lắm luôn á, mà ông vẫn còn bắt điếm này. Lát nữa mình ra mình cướp cạn cho coi. Mình chạy tàu qua cái mình đè cái xong mình dịch kia bao ốc mình cướp nha mọi người. Cướp cạn luôn, bằng cùng siêu đặc mọi người ơi. Ủa, ông bắt được nhiều quá mà, ghen tị nha. Rồi, thôi vòng vòng thì một hồi nữa để xem anh em mình bắt được bao nhiêu nha. Cố lên mọi người ơi. Thank you.
đưa khoảng 3 galon. 5 tiếng đồng hồ. 4 galon à? Cái gì? 8 galon. Nay thùng mỗi thùng 4. Lo hay vậy. Mệt lắm em. Ở đây quá trời luôn. Alright, mình được 3 galon nha mọi người. Khoảng 3 galon. Sau 4 tiếng. Không mình em à? Sau 4 tiếng. Đi theo hay là đi di chuyển? Đi về hay là di chuyển? À đi về hả? Ok, đi về luôn. Alright, giờ về thôi mọi người ơi. Mọi người cũng khá mệt rồi. Ai cũng mệt rồi. Đuối. Không nói nên lời. Mà trời nó cũng muốn mưa mọi người ơi. Trời muốn mưa mình không còn nắng. Mình không được thấy được cái đáy của nó nữa đó. Cho nên thôi mọi người cũng đuối rồi. Thôi đi về. Gọi là đủ ăn. Không quá nhiều nhưng đủ ăn cho bữa nay. Về kiếm thêm miếng thịt nướng nhắm thôi. Alright. Thôi mình về mình chế biến thôi mọi người ơi. Xuất phát nè. Lên tàu mình chuẩn bị về này mọi người ơi. Nói chung là đi đến đây là tầm 9:30, bây giờ là 1:30 là cũng coi như là 4 tiếng. Ai cũng bơ phờ, ai cũng mệt hết trơn rồi. Cộng thêm giống như là trời nó muốn mưa, mình không nhìn thấy được mấy cái người bơi ấy, họ kêu họ không nhìn thấy đáy, nó túi quá không có thấy được. Thế thôi đi về. Về nghỉ hơn một chút. Hôm nay coi như là đủ ăn nha mọi người. Hy vọng là lần sau mình sẽ thu hoạch khấm khá hơn ha. Ok, về nhà và mình cũng đã rửa xong xuôi tàu hết rồi nhá. Bây giờ mình tiến hành tắm cho mấy con sò đi. Tắm cho mấy con Skyler. Mình đương để nó ở phía sau. Rửa nó ở phía sau. Phân công mỗi người việc, người thì rửa. Thì đây cũng nay cũng không tệ lắm, được nửa thùng hơn xíu. Đang đốt than để chuẩn bị ha. Ok mọi người. Thèm chứ. Đây. Mở Nha Trang hồi đó được ăn con nhỏ không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bày cái bàn như vậy ha. Mình ngồi về ăn để cho nó thú. Chứ đâu có kiểu phong cách Việt Nam á. Cái này là Việt Nam hay sao đấy. Vừa ăn vừa nướng á. Lấy cái chậu hay cái xô gì để bỏ không cho sạch? À, có chậu. Này, còn bà xã đây đang ngồi làm rẽ độc phộng để làm cái gì nhỉ? Mỡ hành. Mình thích vậy thôi, mình thích đơn giản bụi bặm vậy thôi chứ mình không thích cầu kỳ. Món gì vậy? Ăn thử đi. Cái này da gà đi. Nó giống không giống bát xà của tôi, cái gì của tôi đi không? Tưởng nó gà chứ. Tèo. Ok. Để của anh tây chát cái này cho mình ta thử nướng thịt. Bỏ lên đi. Rồi. Bỏ rồi. Bỏ rồi.
Đợi chờ nhiều năm. Chờ nhiều năm chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi. Mami. Mami. Được, để hết trên kia rồi. Tại trước giờ ăn uống toàn. Mày đi không mặc vào đấy hả? Ngay còn thường không biết. Không, tại trước giờ toàn là ăn uống ở trên kia không hả? Đâu có ăn cái này đâu, nên ba cái đồ đấy để hết rồi đấy. Tại giờ đang còn mùa nóng á, nên mình không có thích ăn trên đấy. Ừ. Ở ngoài trời nóng á. Ông kính luôn kìa. Chín nó chưa chín mà tầng trên á. Nó chín đã hát móc móc bỏ ra rồi kìa. Wow, nhìn nó đẹp rồi. Anh mới bỏ hả? Thì nó cũng vẫn lạnh mà. Mới bỏ chứ mà. Thường lạnh á. Cái mua ở Walmart á. Nó có mặn không chị Kim? Hả? Nó có mặn không? Không, thì đồ biển mà thì nó cũng có muối chứ. Tại vì cái con nghêu kia nó mặn ghê lắm. Không, con nghêu á. Cái này ngon. Dạ, con nghêu kia nó mặn ghê lắm. Nó vừa đập vào. Đang đi, ăn đi. Quá đẹp, để qua. Cái này hơi nghiền, họ là cứ chờ năm sau đi nữa. Em sẽ ít hàng vậy. Năm nào ăn cũng bị thiếu hàng hết. Xin giới thiệu đây quán vỉa hè của chúng tôi. Quay xin. Xin rồi. Chơi khách nước uống mình. Chờ quán nhờ. Đang đi đang nghĩ các đây đang ngồi đây bóc tay bình thường à không bóc tay đấy bóc tay thật nhưng mà về vậy nè đấy bóc cái ra đây ấy bảo giờ vậy nãy em không bóc tay nữa nè nè cô ăn gì vậy đi ấy để hàng cái này bên ngoài luôn đi. Cái này món này là chỉ có phoi đà mới được thưởng thức cái món này thôi. Đâu là quá ở đâu chẳng có biển là có tướng chứ. Không. Nó cũng có mà là cái giống khác. Nó không phải. Nó là sò điệp ở xứ khác. Nhưng mà mình được cái giống là như, thế là mình giống như lobster của phoi đà này đâu có chỗ nào có yeah. Phoi đà đâu. Giống như lobster ở chỗ khác cũng có nhưng mà nó không ngon mà cái giống nó là cái giống mà nó là cái giống không phải là giống lobster bông. Foda doctor của nó không có cái càng. Ở trên kia là không có hai cái okay, càng. Ok, mình cứ ăn từ lai dai đi. Thì nó xong. Nó cái này rồi, bỏ lên được chứ. Thấy con nào mà chín thì ăn, thấy con nào chín thì bỏ ra. Tự cuộc đi.
Ý nói là hết cái mẻ này nữa mà cho lên mẻ nữa. Dạ. Mình cần cắt kè. Mở hết ra. Cho xong. Kỳ ha, nó chỉ cái mặt đen nó mới dính lại, còn trắng nó rung này. Con nào không con nào hết. Ừ. Cái nước này cho nó chắc ngọt không nhỉ? Xong. Nâng ly. Mà chỉ có 6 tầng thôi, 6 tầng hả? À không, 40 ngày, anh tính 40 ngày đi. À, được quá. Đã 40 ngày. Cầu xin cho một tầng mà sắp xếp được có 1 2 2 đi. Cầu xin cho còn tuần nào cũng vào ngày đó nó không mưa được. Còn này đang thấy nó hơi bị. Chờ đợi cái năm trời bây giờ được ăn mới mấy tiếng 4 tiếng 7 giờ là mình bắt đầu từ lúc 9:30 lúc về là 2 giờ 1:30 chị coi như là 9:30 cho tới 1:30 trâu hộp này là 10 đồng một con mặc thế mẹ ta tặng thằng mua không chắc lấy thêm cái thằng mua nhỉ thế Phong tháo cái mua của cái của ăn cái gấp gấp đại đây gấp cái đơn nè gắp ra cái đĩa ra rồi ăn thôi. Dạ, để ăn nhưng mà chín chưa nhìn biết chín không? Chín rồi. Chín rồi, nhưng con này chín chắc luôn rồi. Như con này là được rồi nè. À, nó tan nó quanh như rồi. Ê, có phải là tương ớt tương nhất gì không? Tôi có, em có nè. Em có tương ớt. Ủa, tưởng này sẵn luôn đó hả? Dạ. Yeah. Ừ, và nó có hủ biết. Là nó thu hoạch mà. Có bán mà. Ăn cái này nó khác với cái... Ăn thử cho con đây. Chỉ là trà hả? Ừ. Ăn thử đi, cái rất khác luôn đó. Ăn cái tương ớt này, cái này ngon hơn. Nó có cay hơn. Cay hơn, nhìn con nào chín thì gấp nha. Cho nó mới xua, ăn cho phải đau bụng. Mình đang ở nhà mà. Mà nhưng mà cái con này nó cũng tươi sống. Nên mình ăn mình cũng không có lo. Lo đâu. Con này. Ok mọi người. Mình là nếm thử con nhé. Ngon là mình nếm tiếp. Được rồi được không ngon không ngon thôi dạ. Ngon quá wow Đừng cái này nữa. Đang sôi. Đây đấy. Ồ, tươi này ngon. Không gặp đâu, cái này nghĩa là khi nào mình ăn mình bốc. Dạ, yeah, ăn mình bốc bỏ vô đấy. Để em bốc và cầm vô. Cầm bỏ cái gì hết nè. Cái nguyên hũ có kiểu đó. Lên đi đi, nó bảo là quá. Vừa ăn một phần xèm này thấy ngon. Đấy, mình ăn cái kiểu như vậy đơn giản một mạc nhưng mà nó cứ ngon vô nhà hàng hết kìa. Đợt mà nó cứ rủ gọi ra nhà hàng thì thường mình chẳng có đi đâu. Mua nhà hàng mà giống như bé nói là 10 đồng con. Thằng đâu cũng ai con này được rồi nè. Đấy đấy. Em không biết cách làm cách nào. Để em đợi đấy. Để đấy em lấy thêm cái đũa ra. Em lấy đũa nha. Có đũa mà. Nhá. Nhưng sao lại đổi đặng thế? Đắp ra đi nó chín rồi đó. Đừng để nó chín quá nó khô. Ừ. Mình ăn hết đi xong rồi mình. Để em đắp ra cái đĩa nó đi. Đi đắp ra nhiều nó. Ăn không kịp. Hay là nó không nguyên một
Mình chắc lên trên cái đĩa này, cho mình bỏ cái đĩa này lên trên này để mình thâm. Khi nhớ ra không? Đấy mà. Đó. Bỏ lên đây xong mình bỏ cái đĩa này lên trên này để mình thâm cho nóng. Mày rạng quá. Dạ sáng giờ có muốn cái sandwich cho đó. Thì em mà thôi. Đi lấy rồi thôi. Đi. À. Em gắp hết. Được. Em gắp hết. Em gắp hết này vô đây xong em bỏ cái đĩa này lên đây hâm cho nó nóng một cái. No no no. Chạy. Đi đi gắp gắp bữa rồi gắp con hai con ăn hết rồi bắt đầu mình làm tiếp. Vậy mà cũng bảo rồi. Jenny, Jenny, ăn không? Jenny nè. Đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa. Đóng cửa. Khỏi trong nhà Jenny. Cho em ra, cho em ra. Này cũng nhẹ thôi. Nó thơm. Nó cũng nằm chấm á, không có nhẹ thôi như thường. Cũng bằng 2 cân. Không. Cái này không? Đây. 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 Nhà không nuốt luôn đấy. Ngọt lắm. Thank you.
Cái này là mình mix giữa cái vị của Korean với là hạt lỗi mắc kém. Mẹ khác lần trước. Ừ. Cái này là của barbecue. Ông Korean ấy, nó ướp theo cái kiểu của người Hàn, nhưng mà mình ăn cảm thấy ngọt quá nên là mình ướp thêm một xíu cái hạt mắc kém nó rồi vào để cho nó mix lại nhau nữa. Ngon không? Có thời gian chút tiền không? Ăn được. Uống này cảm giác như nước. Chưa. Em lấy thì em lấy đây. Em uống nguội mà. Uống nguội em ở đâu uống lạnh không? Không, không chị, cho em không. Không. Không thích là ngon nè. Sợ. Sợ đây. Mập à? Không, hai cholesterol. Sợ. Tính chưa? Chín rồi chị. Nó sôi cái này là đỏ. Ui kìa, nó nóng. Nhưng mà bữa ra thấy đâu. Bữa ra xong rồi nó cũng có cách. Để đi để bốn đoàn đi chứ. Không muốn ăn dầu, không muốn ăn gì đúng không? Chỉ muốn ăn không thôi chị. Dạ. Để đắp cháo cho nó đi. Nãy con baby của nó là nó cứ ôm như vậy này, năm sau là nó to như con mẹ ăn đó. Từng ớt rồi cho trong mình. Dạ. Yeah. Lấy cô ớt thì... Thằng Phong này nó lớn tuổi hơn mà nó còn mình ăn. Lấy nhiều người giờ sao? Lớn tuổi hơn anh nhưng mà nhỏ hơn em mà đúng không? Ừ, thì cái bà gọi là... Nói chung là trong đây chất ớt. Mình làm chị. Không có sao đâu, giờ chẳng lẽ gọi là chị xong gọi bằng em làm sao được. Tên này nhiều khi gây lộn cãi chứ xong mình đã hả lúc mà tôi biết đi du còn đã bỏ tốt nhất là im khỏi cãi luôn luôn đúng dù mày nói trên xe này đó nếu bận xài màu quá kết quả là điều muốn gì đây sơ cái này không ra you want eat không đủ nhau okay sit down wait a couple minutes okay nó chưa đủ nóng. Không nhận nó còn là nó bé nhưng mà nó đầy thịt. Dạ. Yeah. Thịt nó ăn được hết. Ừ. Dạ, còn trắng hết luôn. Nhưng mà mấy con kia chỉ có ăn được cái ấy thôi. Bên trong màu trắng thôi. Nói chung là sườn nướng này ngon. Nó nào cũng ngon. Đẹp lắm. Chắc hắn là uống. Ừ. Chắc hắn là uống. À, nó bảo không uống. Uống thì ngồi ăn thôi. Sao ai có uống sao? Ngồi mà khi ngứa miệng, hắn từng uống mà. Hắn là tòi mà. Cái kiểu bệnh lắm. Thích biết không? Ngồi không mà nhìn người ta uống. Thích lắm. Mà phải không được, mà phải không. Bác sĩ. Bác sĩ là không được uống. Mình quyết định tập bạn mà vì lý do đó. Thấy người nó không hành động, không hành động có gì. Nếu uống vài chai cái gì là hôm sau thấy người nó khó chữa, nó tập lại cho nó khỏe người. Vậy con bây giờ nó lớn rồi, nó ngủ lâu rồi, nó không có dậy sớm lắm. Lúc trước là cứ đêm dậy 2-3 lần nó mệt, sáng rồi không tập rồi. Dậy luôn có luôn đó. Ngày nào mà cũng ăn như vậy mập thiệt chứ. Mà làm gì có mà ăn hàng ngày đúng không? Có chứ. Nếu mà đi đi bớt hàng ngày có hàng ngày không? Có giấy nha, ai cần giấy thì đây nha. Anh chủ cái áo là chủ yếu. Anh chủ cái mẹ. Hôm nào mà đi bắt sò mai á, chắc bát này luôn quá. Cho nó ra ngoài chơi luôn. Dạ, cái phòng mà. Cứ lô thai là chiều chiều. Dạ, lô thai là bắt được. Tự tân vậy. Dạ. Tự tân là có hả? Thì mình cứ đủ sẵn thịt đi, không có thì mình làm cái khác. Vậy không? Không cứ sau lưng.
mình ướp sẵn, mình ướp sẵn thịt mang đi luôn. Còn không cũng có ốc mà trứng. Đừng đừng nghĩ tới đó. Hết xui, nhưng mà sò là chắc chắn có. Cái bánh kem á chắc chắn có, mà con nào con đấy bự như cái bàn tay này hẳn lắm. Không ngon. Ừ, nó cũng ngon. Có sò mai là ngon nhất. Có sò mai là ngon nhất. Nó dai. Nó không ai được mà nó dai ra hẳn. Thôi thì lúc nào cũng có. Thêm treo rồi. Con đấy thì lúc nào cũng có luôn bà Đạm. Dạ bà Đạm có. Nướng không kịp ăn luôn không? Vậy ngon rồi. Ăn mày lại ra về nó đỡ ngán. Ăn liên tục cũng mệt thở lắm. Khi mà ăn như vậy nó mới không bị mập. Nhưng mà liên tục có bị mập. Như vậy cho thở. Lúc mà em lên xong thì khi ngủ em lên xong cái em ăn miếng xong một xuống. Rồi không nổi, đó là ăn ít ăn chút xíu cho em cũng một xuống mà. Ủa mệt quá rồi, ủa men xuống bơi. Việc bơi là chỗ anh Cương chơi cho vui mà bơi ra ngoài xong rồi bơi vào xong bơi vô lại. Gặp anh ấy cũng muốn quá đi bộ luôn, ra khỏi bơi. Cái món này thì tại bây giờ chỉ có khu vực Pesco mới được ăn nè. Ông ra đầu tàu, ông hổng cứ mấy chỗ khác có nhưng mà này không được bắt. Sao anh không xuống à? Ông nghe ta đang xuống mà còn cái gì. Mà cái khu vực Pesco của mình ấy được bắt nhiều hơn. Còn bên Crystal River thì bắt một tàu bắt 5 gallon à. Ừ, vậy thì họ cứ dồn qua đây họ bắt. Dạ, đâm ra. Khu trên họ dồn xuống đây nhiều mà khu dưới lại dồn lên như thế này nhiều. Hồi trước á, là lúc nào người ta cũng nói nhau là Crystal River. Nhưng mà bây giờ người ta lại... Pesco. Đúng rồi, bây giờ người ta lại là khám phá ra địa điểm mới. Là bây giờ người ta lại dồn về đây. Thế khổ quá ấy. Cho nên bây giờ Việt Nam mình ai cũng ở bên kia cũng có điều kiện. Nhưng mà không phải ai cái chỗ. Nhưng mà từ từ là người ta sẽ biết, người ta mua về, bắt đầu từ từ. Đâm ra có nhiều người thì hỏi phải. Dẫn thua đi đi bắt. Đó. Anh thực sự anh chẳng muốn dẫn đi. Đó. Nhưng mà anh không dẫn nhưng mà cũng có rất là nhiều người dẫn thôi. Tham bà này hơn nhiều lắm. Nhiều. Không, đâu đâu. Cái khu bên New Forest thì nhiều. Nhưng mà tham hà ít ai quay về để bắt á. Không ai đâu, ít đâu. Bảo đảm anh bỏ cái video lên là nhiều người hỏi đi mà thôi mình bảo thôi bận mà không có thời gian thì dẫn đi mình chỉ nói vậy thôi chứ. Không phải nhớ cắt nữa. Đây là bằng chứng. Không phải nhớ cắt. Không, đây là bằng chứng trước toàn. Đây là edit sau được mà, chưa edit được mà. Được. Không cắt, phải cắt, phải edit tí rồi. Edit xong rồi nhớ con coi lại hết rồi. Edit. Nhớ nghe tiếng. Cắt nhiều lắm, cái này cho để địch nó cắt ghét nhiều lắm. Ngon quá, cái này ướp càng lâu cũng càng ngon. Nó thấm. Rồi khi ăn no phải ăn tối luôn á. Ăn mới ăn tối rồi, kỳ á. Đang tính toán tối là món khác nữa. Mình mặc kia là mình ăn lắm. Ăn chọt cũng chót nhẹ nhàng vậy. Ừ. Thực tế ăn chọn trong nhà dài mở hết thì nó open hết rồi kìa. Dạ em đang mở không. Ôm khổ lần mà nó làm cái bài hả, ăn với Thương sướng như nhau mà hả là sao? Ai anh Phong nói là không ai sướng mà anh Thương. Ai cũng có lưu khổ thì không rủ tới nhà chơi thì mình tới chứ còn bảo rủ tới nhà mà mình không đi không thế ba anh em mai mốt hiểu không đi ra phải gấp mà rối riêng này á đánh nắp này á nhọc yêu riêng nhọc ra ngoài khúc là nó riêng. Tại vì mình thích cái cảm giác ở nhà hơn là cái cảm giác đi ra ngoài. Em ơi, em ở nhà. Rủ em đi qua đây. Ê, đóng cửa lại, đóng cửa, câu, câu, câu. Rồi, đúng rồi. Rủ em đi nhà hàng ngoài với lại mấy chị em, rồi giờ em đâu có đi đâu. Ui, khỏi. Nó không phải là
ba cái túi tiền mình kiếm ra được tiền mình thấy ở cái tiền nhỏ. Không mà thực sự tao cũng thích ở nhà, giống như mình cảm thấy mình tự do thoải mái hơn. Đúng rồi, nhà lúc nào thoải mái hơn. Nói thiệt đi, ở ngoài mình mua đồ về mình làm mình đôi khi còn tốn tiền hơn á. Thích ở nhà đi. Nhưng mà nói chuyện thoải mái này, kêu đi xem phim đó đi đâu. Đâu nói chuyện được. Không nói chuyện riêng được hả? Không tắm tắm được. Không, không có bàn tán được. Không có ồn ào được. Chị ở như ở thấy con nhỏ đó. Không có thấy con nhỏ, đó, không không thấy nhỏ kia, nhỏ này, này với ai kia này, cái mình không có comment được, hiểu em không? Không khoan mà được tức lắm. Cứ phải khoai ở trong cái phòng phim, cứ phải khoai ở. Rồi nghỉ. Thì đây nhau, thì đây. Quánh không? Em thà đang ở nhà đây. Chứ hầu như em cũng ở nhà không ạ. Cho nên ở đây em đâu quên bạn bè nhiều lắm. Mình chụp cho bà ba coi. Đâu cũng không dễ đâu bạn bè nhiều. Đến tiền một câu mời mẹ, tao kèm rồi, cho đi với. Không phải bà. Làm ơi, bà là bà thích cái này làm ơi. Là bà tính quá, bà không có đi. Đi, bay bắt là em thích chứ. Đi ăn mà cũng thích thôi, chứ mình đi bắt đi, mình về ăn. Cũng như cái thời mà mình đúng rồi, như cái thời mà mình anh em của mình cái thời đó hay cái tuổi đó hay cái như thích một cái không gian nào đó cho riêng bản thân mình nữa sao giống nó đại khái là lâu lâu mới dạ nó thẳng là nó thẳng là đi về ôi nó nhảy nó khỏi bếp luôn rồi nó thẳng rồi mọi người ơi kinh khủng quá nướng nó nãy giờ mà nó còn bỏ chạy nữa ấm ức không cam tâm nhẹ ra nó muốn cho mấy cái nước đỡ đau rồi mấy cái con bự mấy con bắn ghê em nghĩ là nó được rồi đó nó bún như vậy là nó chín rồi đó. Cho miếng nước dầu vào cho nó phải khô. Ấy, nó là thằng anh nha, anh đổ dầu vô mà anh nổ mà bòn em. Dầu nóng. Thật xa lắm. Cái dĩa rồi, lấy dĩa rồi hết rồi. Anh nói đi, cái nào ăn được rồi anh. Thì mấy cái dĩa đâu hết rồi. Nhiều. Mấy anh mang ra nhiều mà. Nhiều nhé. Đâu, cái dĩa của ông Phong á, chỗ ông Phong á, dạ. Cái nào được rồi, ở nhà đi để nó để nó khô. Ấy má ơi. Ôi. Sợ nãy quá. Mày. Bỏ vô giỡn nào, nước nó. Dạ nóng á, tại dầu mà có dầu á. Học chết rồi, cũng đi nữa. Đi đầu hai đi. Ôi, giật mẹ xuống rồi. Thôi bỏ đi. Thôi, được rồi, tao. Đây là những gương mặt chiến sĩ gọi là bại trận, chịu thua rồi, ăn không nổi. Bắt được có mấy giờ lông chưa đầy thùng mà ăn không hết mọi người. Nói thiệt nhé, đúng rồi, người ta nói bằng con người làm tham đáy, mình tham 5 gà lông mới được 3 ăn phè và ăn không hết rồi. Ăn không chịu nổi. 5 gà lông nước ăn sao? Nhưng mà nhìn ít nha, nhìn đâu có nhiều đâu mà sao nướng lên quá trời quá đất, nhiều ăn. Ăn không hết nha mọi người. Bây giờ chịu thua. Đầu hàng rồi nha. Hai ông này đầu hàng rồi. Đó, còn dư lại mấy cái đĩa luôn nè. Còn dư lại mấy cái đĩa này lát nữa mình đem đi cho nè. Cái này là cố ăn mà ăn không hết nè mọi người. Rất là ngon nhưng mà rất tiếc, quá no. Chịu không nổi. Nó rất ngon nhưng tôi rất tiếc. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn nha. Mình vẫn còn giống như là mình vẫn còn thèm đó nhưng mà mình no quá rồi, mình không có chịu nổi nữa thôi. Thua. Alright. Thôi chắc kết thúc video ở đây thôi. Dạ, yeah, no say rồi, một ngày gọi là thu hoạch cũng khá khá. Rất là happy đúng không? Hạnh phúc, vừa lòng. Rồi có hẹn bao giờ đi nữa không? Làm chuyến nữa không hay sao? Chưa biết hả? Chưa biết đó. Chưa biết, để tuần sau tính. Tuần sau đang báo mưa đâu mà không biết có đi được không nè. Nói chung tuần sau tính. Mình cũng tranh thủ cái mùa này cũng chỉ có 6 tuần hả? 6 tuần, tháng rưỡi gì đó. Tầm khoảng 5 tuần rưỡi thì đó, nói chung là mình cũng thích ăn scallop cho nên mình tranh thủ mình sắp xếp mình đi được nhiều càng tốt thôi chứ cũng không biết được ngày nào mình tính ngày đó mọi người ơi. Alright, thôi thì chúc mọi người một ngày vui vẻ, anh em mình thì đang say rồi nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ, nhiều niềm vui, hẹn gặp mọi người những video kế tiếp nha. Ok, chào tạm biệt mọi người. Alright, chào tạm biệt.